Bài 5 cho tam giác ABC cho AB bằng 10, AC bằng 6, BC bằng 8. Chứng minh tam giác vuông. Thì muốn chứng minh tam giác ABC vuông thì các bạn nghĩ ngay đó là định lý đảo Pythagore. Được chưa? Thì muốn có định lý đảo thì ta tính tất cả các cạnh của tam giác bình phương. Đó là AB bình bằng 10 bình bằng 100. AC bình bằng 6 bình thì bằng 36. BC bình bằng 8 bình thì bằng 64. Sau đó các bạn nhìn vào số 1, số 2, số 3. Các bạn lại hãy lấy một trong ba số này, lấy hai số nào cộng lại ra số còn lại. Thì ta lấy 2 cộng 3 sẽ ra mấy à? Ra 1. Vậy từ đây suy ra AB bình sẽ bằng AC bình cộng BC bình. Vì 100 bằng 36 cộng 64. Được chưa? Từ đó suy ra đây là cạnh huyền nè. Thì cái góc vuông tam giác ABC thiếu chữ gì ạ? À? Thiếu chữ C. Vậy tam giác ABC vuông tại tại C. Sau đó các bạn vẽ một cái hình minh họa ra. Đó, minh họa ra. Vuông tại C. C, A, B. Rồi, cạnh đây là 6 nè, đây là 8 nè, đây là 10. CK là đường đường cao. Rồi, tính CK, tính AK, tính KB. Thì các bạn nhìn vào CK, CK thì có phải là đường cao không ạ? À? Thì đường cao của mình các bạn nhớ, nhớ giúp đỡ đường cao. Đường cao có tới 3 công thức. Thì các bạn muốn dùng công thức nào thì các bạn dựa vào dữ liệu đề bài. Thì Lợi sẽ dùng công thức đó là cao nhân huyền bằng vuông nhân vuông. Vậy xét tam giác A, B, C vuông tại C có CK là đường đường cao. Thì ta sẽ có CK nhân AB sẽ bằng AC nhân CB. Từ đây suy ra CK bằng AC nhân CB, chuyển thằng này qua là chia. Vậy sẽ bằng 6 nhân 8 chia cho 10. Vậy bằng bao nhiêu ạ? À? Bằng 4,8 cm. Có CK rồi, tiếp tục muốn tính AK. AK muốn tính AK thì các bạn nhớ AK là hình hình chiếu của AC. Vậy các bạn áp dụng vuông bình bằng chiếu nhân huyền. Vậy là AC bình bằng AK nhân cho AB. Vậy từ đây suy ra AK, chuyển đằng này qua đây. Vậy bằng AC bình chia cho AB. AC là 6 bình chia cho 10 bằng 3,6 cm. Có AK, muốn tính KB ta làm phép gì ạ? À? Phép trừ, ta lấy AB, ta lấy, từ đó suy ra KB bằng AB trừ KC. Và các bạn điền vào 10 trừ 3,6 ra bao nhiêu, comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi.